bây giờ chúng ta hãy nói về cái thông tin liên quan tới XRP tại vì đây là thông tin tôi nghĩ là rất nhiều bạn quan tâm đến tại vì không biết là trong cộng đồng thông cáo video còn rất nhiều bạn tin tưởng vào đồng XRP này thì cái thông tin chúng ta nhận được cái đây hai ngày đó là công ty Ripple Labs đã soạn ra một văn bản để mà nạp lên cho to các bạn cũng đã biết là XRP thì đang bị kiện bởi SEC ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ và lý do bị kiện nên thì chúng ta có thể nói tới rất nhiều nhưng mà nào mà có thú thì có thể tìm kiếm những cái video liên quan đến cái vụ kiện này ở trên channel của Thuận Capital và cái lý do đơn giản nhất để các bạn hiểu đó là SEC nói là XRP là một đồng chứng khoán và thứ nhì nữa đồng này không đi đăng ký và thứ ba nữa là hai người lãnh đạo lớn của công ty Ripple Labs là hai người này là cố tình làm giá đồng XRP đây là căn bản của cái sự kiện này và các bạn thấy được đó là cái sự kiện này sẽ bắt đầu đi ra tòa sơ thẩm vào ngày 22 tây tháng 2 có nghĩa là còn khoảng chừng là 3 tuần nữa nhưng mà trước khi mà ra tòa sơ thẩm đó thì chúng ta thấy được là XRP công ty Ripple đã soạn sẵn văn bản để mà nạp lên trên tòa thì rất là quan trọng là chúng ta phải hiểu được cái sự quan hệ giữa đồng XRP và công ty Ripple. Trước đây cả hai đó chúng ta gọi chung với nhau. Nhưng mà nào mà trong thị trường này năm 2017, năm 2018 thì chúng ta chỉ gọi là Ripple mà thôi. Chứ không có gọi là XRP như là bây giờ. Nhưng mà cái vấn đề đó là tại vì đọc XRP đang bị kiện là một chứng khoán và người đứng sau lưng của chứng khoán này đó chính là công ty Ripple. Cho nên rất là quan trọng là chúng ta phải hiểu được sự khác biệt giữa công ty Ripple là công ty mà có những sản phẩm mà hỗ trợ những ngân hàng để mà gửi tiền. Và đọc XRP chính là một trong những cái công cụ dùng để mà gửi tiền. Đây là cách mà hiểu đơn giản nhất Và chúng ta thấy được đó là tuy là XRP đang bị kiện Và cái tình hình bây giờ là đồng XRP đã trong 93 trang này đó Thì nói là công ty Ripple và đồng XRP là hai cái đơn vị hoàn toàn riêng biệt Không có liên quan lẫn nhau Và đặc biệt là công ty Ripple muốn đòi hỏi SEC có một câu trả lời là tại sao mà lại có quyết định là Bitcoin và Ethereum không phải là chứng khoán và cái vấn đề quan trọng nhất một đồng nào mà bị liệt vào chứng khoán, có nghĩa là đồng đó sẽ bị loại ra khỏi những sàn giao dịch. Có nghĩa là các bạn thấy được là đây gần như là một cái chết cho rất nhiều đồng cho nên không có một đồng nào mà muốn bị loại vào chứng khoán hết. Và các bạn cũng nên biết là cho tới ngày hôm nay thì SEC chỉ ra thông báo chính thức là chỉ có hai đồng duy nhất là không có được liệt vào chứng khoán đó chính là Bitcoin và Ethereum. Thì chúng ta cũng nên hiểu một cái sự khác biệt khác liên quan tới giữa XRP và Ethereum. Đây không phải là thông thích hay là không là XRP mà thường muốn cho các bạn có được những cái suy nghĩ tại sao mà lại có sự khác biệt như vậy tại sao mà SEC lại có thể ra quyết định là Ethereum không phải là chứng khoán trong khi lại có cái đơn kiện là XRP là chứng khoán thì cái vấn đề bây giờ các bạn nên nhớ là rất nhiều đồng XRP vẫn đang nằm trong tay của công ty Ripple mà họ chưa có bán không giống như là Ethereum đã ICO cái tên rất là lâu thứ nhì nữa các bạn hãy đều đứng sau lưng là XRP là công ty Ripple và đây là đơn vị duy nhất để mà thúc đẩy sự phát triển chấp nhận của đồng XRP có nghĩa là công ty Ripple có cái thằng mới cái thằng đó là ngân hàng hay là một công ty tài chính nào đó có nhu cầu di chuyển tiền thì mới sử dụng một XRP thông qua sản phẩm của công ty Ripple ngược lại các bạn thấy được là Ethereum thì không có công ty Ethereum đứng sau lưng chỉ có những cái hội phát triển Ethereum mà thôi và thực sự mà nói nếu như mà những hội phát triển đó bị mất đi thì sẽ có những hội khác đứng lên để mà phát triển mạng lưới của Ethereum mạng lưới này là một mạng lưới mà hoàn toàn bất cứ ai cùng có thể tham gia và phát triển chứ không phải là bất cứ một cái hội phát triển Ethereum nào mà bị phá sản thì mềm sẽ có phát triển được, Ethereum sẽ tiếp tục phát triển tại vì đây là một, một cái mạng lưới mở và rất là phi tập trung. Còn ngược lại đối với lại XRP các bạn cứ tưởng tượng đi nếu như mà công ty Ripple đột ngột bị phá sản, bị biến mất thì đồng XRP sẽ như thế nào? Ai sẽ là người dẫn đầu đồng XRP này và ai sẽ là người để mà lấy những khách hàng mới để có thể sử dụng một XRP này và hệ thống đó là như thế nào, sản phẩm gì, vân vân. Các bạn thấy được đây là sự khác biệt rất, rất lớn giữa đồng XRP và Ethereum. Nhưng mà chúng ta sẽ không biết được kết quả vào ngày 22 tây như bạn trông chờ kết quả của tháng này nhưng mà sẽ không có kết quả trong tháng 2. Đây chỉ là sơ thẩm mà thôi. Các bạn thấy là những vụ kiện này có thể dẫn đến là một năm, hai năm là một chuyện rất bình thường. Chúng ta sẽ không biết được những thông tin chi tiết nào có cái tính chất quyết định trong cái tháng 2 này đây chỉ là cái sự bắt đầu của cái sự kiện tụng này mà thôi nhưng mà ngược lại các bạn thấy được là giá của XRP đã có sự tăng trưởng rất là mạnh nhất là trong vòng 24 giờ qua chúng ta nhìn vào cái tài liệu này ở trên con gạch đi các bạn thấy được là ngày 30 tây như là thứ bảy ngày hôm qua đó thì chúng ta thấy được là giá của một đồng XRP chỉ có là 30 cent trong khi mà chúng ta thấy được trong vòng 24 giờ giá đã tăng trưởng rất là mạnh lên tới gần như là 50 cent và hơn 50 cent trên nhiều sàn thì tại sao đột ngột XRP lại có sự tăng trưởng 75% trong thời gian ngắn như vậy thì một trong những câu trả lời mà thường tìm được đó chính là hiện bây giờ có một nhóm nào đó hay là nhiều nhóm nào đó đang cố gắng để mà phong giá cả của đồng XRP lên và hiện bây giờ nếu như mà các bạn lên trên những cái group của Telegram đó để tìm kiếm thì bây giờ là có hai group thường cầm theo hoạt động rất là mạnh Group đầu tiên là một group mà nhiều bạn cũng đã à, hỏi thôi về cái group này Đó chính là cái group à, gọi là Buy and Hold XRP February 1st 2021 Có nghĩa là đây là cái group à, có cái tên gọi là mua và giữ đồng XRP vào ngày 1 tháng 2 năm 2021 Và cái group này đã nổi lên rất là nhanh Các bạn thấy được là cái group này bây giờ đã có tới 191.320 members tham gia vào cái group này Và cái group thứ nhì đó chính là cái group gọi là XRP Pump lên tới 1 đô la và cái group này thì nhỏ hơn chỉ có 56.571 mà thôi nhưng mà bây giờ đã nhiều người nói là lý do tại sao mà XRP tăng chứng mạnh tại vì có những group trên Telegram đó có rất là nhiều người tham gia vào và đây có thể là những người mà đi thu mua đồng XRP để mà đẩy giá lên và các bạn cần nên biết đó là nhiều người cho là đây là những group được tạo ra từ những người mà đến từ cái Reddit Wall Street Bet cái nhóm người trên Reddit mà muốn đẩy giá của GameStop lên để mà đánh sập những cái công ty lớn đó nhưng mà các bạn thấy được là những cái group này đó đã lên tiếng nói là những group này, này những cái group hoàn toàn là không có liên quan đến Wall Street Bet. Đây chỉ là những cái group mà cảm thấy phong trào này là một cái phong trào mà họ có thú cho nên nó tạo ra cái group và có rất nhiều người tham gia vào. Cho nên các bạn thấy là đây là những cái thông tin mà chúng ta nhận được cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được là chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ biết được là có rất nhiều group bây giờ và những group lớn như là cái group Buy and Hold XRP February 1st 2021 lên tới 191.000 người và XRP pump 1 đô la lên tới 56.000 người và nhiều người bây giờ tin tưởng lý do tại sao mà XRP tăng trưởng mạnh là tại vì đến những cái group này và thường có thể cho các bạn biết được là những group này là những group mà phần lớn member là có thể không phải đã đến từ Hoa Kỳ tại vì bây giờ đó các bạn muốn mua đồng XRP ở Hoa Kỳ cực kỳ khó các bạn có thể biết là sau khi mà dự kiện xảy ra thì nhiều cái sàn lớn đã không tiếp tục hỗ trợ đồng XRP bây giờ nếu các bạn hỏi thuận là làm sao mua XRP ở Hoa Kỳ thì cũng không biết nữa tại vì chúng ta đưa về những cái sàn bây giờ mà còn cho mua XRP là Uphold, Bitru, Crypto.com, Kucoin, CoinEx, Coinmetro Đây là những nơi mà các bạn có thể thu mua đồng XRP được mà trong đó thường chỉ nhận ra có hai nơi mà hỗ trợ Hoa Kỳ đó chính là Uphold và Crypto.com Và chúng ta nhìn vào cái tình hình của giá của XRP thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào Market đi Các bạn có thể vào Coin, GetGo hay là Coinmarketcap đó nếu các bạn muốn biết là đồng này mua ở đâu thì các bạn có thể bấm vào cái đồng đó. Như là trong cái ví dụ này là đồng XRP thì các bạn có thể bấm vào market có nghĩa là nơi nào hỗ trợ mua bán đồng này thì các bạn thấy được là những nơi mà hỗ trợ đó phần lớn là không phải là những nơi mà người Hoa Kỳ có thể sử dụng được. Binance, Upbit, Hobby Global, Bitum, Binance, BTC, Turk Pro, HitBTC, Bitbank và Bitcoin.com Các bạn thấy đây là không phải là những cái sàn mà thông thường mà mọi người Hoa Kỳ có thể sử dụng được cho nên bây giờ phần lớn cái giao dịch volume là đến từ những nơi mà không phải là ở hoa kỳ nhưng mà dù sao đi nữa giá cả cũng đã được pump lên rất là mạnh và như bà hỏi thường là có nên tham gia hay không thì thường không thể cho các bạn lời khuyên đầu tư được thường chỉ có thể cho các bạn biết được là các bạn cần phải tự giao quyết định cho bản thân mình và tự chấp nhận cái nguy hiểm rủi ro cũng như là, là các bạn có thể được những cái lợi nhuận Tại vì các bạn thấy là thị trường tài chính nói chung đó thì chỉ có là phần nhỏ người là kiếm được lợi nhuận, phần lớn sẽ mất tiền. Và tiền không phải là được sinh ra từ không khí, tiền đó là đến từ người khác, có nghĩa là các bạn được lời, có nghĩa là người khác lỗ. Thì các bạn cứ nghĩ đi, trong những cái đợt pump này thì khi mà giá đi xuống thì những người mà mua sau cùng sẽ là những người lỗ rất là nặng. Các bạn có thể thấy được là chúng ta nhìn vào tình hình gần đây đi, cũng có những cái nhóm pump những đồng mà có những cái khối điều gì nhỏ như là chúng ta nói tới đồng Doge đi thì chúng ta nhìn vào tình hình của đồng Doge ở trên con thì đồng này vẫn đang được pump các bạn thấy đã đẩy lên tới hạng thứ 14 và cách đây chỉ có hai ngày đồng này đã đẩy lên tới hạng thứ 8 và bây giờ đã tụt xuống hạng thứ 14 bây giờ mức là 3,7 cent nhưng mà trong vòng 24 giờ qua vẫn tăng 26,4% nhưng mà các bạn thấy được là đồng này tăng trưởng rất là mạnh chúng ta nhìn vào trong thời gian chỉ hai tuần qua đi hai tuần trước đó đồng Dogecoin các bạn thấy được là một đồng giá chỉ có 0,008 đô la 0,008 đô la các bạn thấy được là cái con số này là chỉ có là ngày 27 tây tháng 1 thôi 0,008 mà có thể pump lên lên tới là 0,07 và tôi nhớ là nhiều nơi lên tới 89 cent tôi nghĩ là các bạn thấy được là tăng một cách rất là kinh khủng gần như là 10 lần thì chúng ta thấy được là sau đó cũng là như vậy các bạn thấy được là đồng Dogecoin đã đi từ 0,07 nghĩa là 7 cent mà xuống dưới cái mức thấp gần đây là 0,02 có nghĩa là các bạn thấy là mức gần như là các bạn đã bị chia gần như là chia 4 rồi thì những người mà dính vào lúc mà đồng Dogecoin pump lên tới cái thời điểm là 6 cent 7 cent thì những người đó bây giờ đã lỗ rất là nặng các bạn thấy là lỗ lên cái mức là 6 mấy phần trăm trong thời gian chỉ có 1-2 ngày mà thôi cho nên cuối cùng thì những người mà có lời là những người mà đã tham gia vào những đợt pump này trước và những người mà sẽ bị lỗ là những bạn mà tham gia trễ hơn và các bạn có thể nhớ là cái đợt pump này đó là mọi người đều kêu gọi là pump lên tới một đô và các bạn thấy được là cuối cùng chỉ lên tới 7 đô mà thôi dựa theo con kết và đã đi xuống và có thích pump nữa hay không thì tôi không biết nhưng mà các bạn thấy là trong vòng 24 giờ qua thì cũng có những cái sự tăng trưởng như là 26% nhưng mà các bạn tham gia vào thì cái nguy hiểm rất là cao cho nên bản thân thường thì không bao giờ thích tham gia vào những cái đợt pump như vậy nhưng mà đó là tùy theo mỗi bạn mà thôi XRP thì như thế nào? Thân nghĩ là chúng ta phải chờ tuần sau mới có câu trả lời XRP sẽ phong mạnh lên tới cái mức nào và khi nào mới điều chỉnh. Và đây là cái thông tin liên quan tới XRP Thường muốn chia sẻ với các bạn Chứ không có một thông tin nào mới hơn nữa Thì các bạn nói thông tin cũng không phải là tốt lắm Các bạn thấy đưa là cuối cùng Thì cái đơn mà được soạn bởi XRP Cũng không có đưa ra nhiều cái lập luận mà thường cảm thấy là mới Cuối cùng thì cũng không có giải thích được là XRP nếu như không Ripple sẽ như thế nào Và cuối cùng thì công ty Ripple cũng chỉ có thể là đòi hỏi SEC lên tiếng nói là tại sao Bitcoin và Ethereum không phải là chứng khoán Và thường nghĩ là SEC sẽ dễ dàng chỉ được tại sao mà Bitcoin và Ethereum không phải là chứng khoán mà XRP họ nghĩ là chứng khoán thì nghĩ là cái phần thắng bây giờ đối với Thuận vẫn nghiêng về SEC hơn Điều mà chúng ta muốn thấy đó là cái sự kiện này sẽ diễn ra một cách êm đẹp và cuối cùng là công ty Ripple đóng phạt và tiếp tục bán đồng XRP của mình cũng giống như đồng EOS có nghĩa là cuối cùng thì SEC không chấp nhận cũng không phủ nhận là đồng XRP có phải là chứng khoán hay này không chỉ là họ chấp nhận công ty Ripple đóng phạt và cứ tiếp tục bán đồng XRP và họ sẽ không có tiếp tục kiện nữa đó mới là cái kết quả chúng ta muốn thấy chứ còn nhiều bạn hỏi thuận là phần thắng nằm về phía bên nào thì các bạn cần nên hiểu là thường làm việc trong ngành tài chính ở Hoa Kỳ này cũng là mười mấy năm rồi và mỗi một lần mà một công ty nào mà đi ra tò với lại chính phủ Hoa Kỳ như là các bạn ra tò với lại OCC hay là SEC thì phần thắng lúc nào cũng nhiên về cái đơn vị của nhà nước hết. Đó là điều mà các bạn cần phải hiểu. Cho nên nếu như nói về phần thắng thì bây giờ thường vẫn nghĩ đơn nhiên về SEC nhiều hơn. Tại vì công ty Ripple rất khó để mà giải thích được. Và nếu như mà đọc XRP không có công ty crypto thì sẽ như thế nào? Thường nghĩ là sẽ không được tốt lắm. Không giống như là Bitcoin hay Ethereum.